tay của Trâm cả nhà thấy tay rung không? Mẹ chưa bấm. Hai mẹ con Trâm xin chào cả nhà buổi sáng 7 giờ cả nhà dậy chưa cả nhà ơi. Trâm thì như thường lệ sẽ lo cho các con xong rồi là có một điều không thể quên là Trâm phải lo chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe cho mình. Sức khỏe thì có sức khỏe mới nuôi được các con phải không cả nhà? Còn sắc đẹp thì mỗi người có cái quan niệm khác nhau. Trâm thì sức khỏe có nghĩa là sắc đẹp có nghĩa là cái tầm tuổi 40 thì cái phần thứ gì kia vòng 2 á. Vòng 2 nó hơi xấu cho nên là Trâm hơi nhạy cảm cái phần đó. Lý do hôm nay Trâm muốn làm một cái video này này. Trâm có đắc chí một cái là từ lâu lắm rồi Trâm có tìm hiểu học hỏi về cái cách làm giảm mỡ bụng á. Thứ nhất là để chữa cho mình. Nhưng mà hôm nay Trâm lại đắc chí hơn là Trâm đang thực hiện một cái phương pháp này. Cho nên Trâm làm một cái video này để chia sẻ cho cả nhà với chị em phụ nữ nào mà cảm thấy đang còn suy nghĩ, đang còn cần thiết giống như Trâm á. Thì nếu mà cảm thấy phù hợp thì mình sẽ làm công thức giống như Trâm ha. Nhưng mà cái công thức này á là với điều kiện là phải có con gin. Bởi vì mỗi lần mà mỗi buổi sáng mà Trâm làm cái phương pháp này á thì con gin không bao giờ nó bị sót cả. Mà con gin giờ này cả nhà này nó còn nằm ở trong cái lồng này. Mình sẽ cho nó dậy cái đã ha. Cho nó dậy rồi lúc đó mình mới đi hái chanh làm nước chanh mật ong với nước ấm. Đây, gin ở đây. Wow, cả nhà cho gin đi. Ô, gin ơi. Gin nè. Để mẹ mở cửa cho gin ra nha. À, trời ơi nè cả nhà. Dễ thương quá. Khoan từ từ. Trời ơi, ông chui ra luôn này. Trời ơi. Trời ơi. 7 giờ dậy không chịu cho người ta dậy hả? Mày đi dậy phải rửa cái mặt cho sạch sẽ nè. Wow. Dễ thương quá. Đi, rửa hai con mắt cái coi. Rửa mắt sạch sẽ nghe nha. Trời ơi, nhắm mắt luôn đi. Hai cái tay này, tay đêm nhảy gì mà tay dơ hay vậy. Sạch tay chưa? Ui, sạch sẽ rồi. Tay kia nữa. Hai cái tay nè. Nhà nhìn xem sạch sẽ chứ cả nhà ơi. Ơi, lau mặt nha. Lau mặt nè. Trời ơi, nhai cái gì đấy không biết nữa. Nhai gì đó. Lau cái mặt nè. Cho mắt nhìn thấy mà quậy cho đá này. Cái mặt này là quậy kinh khủng, kinh hồn lắm này. Chưa? Tay chân sạch sẽ coi. Chị Vi lại kiểm tra của em, tay chân sạch cho chị Vi. Rất là khỏi đau ngay nha. Ăn cái gì đây rồi không biết, chưa uống được chanh mà đã ăn cái gì một phình một cục ấy rồi. Ôi ôi cái nào này. Vi lại lấy cho em cục cơm chị Vi. Rồi ta đi cho em ăn lót một miếng cơm không có sót ruột nha. Ăn hồi nãy ăn tàu lao thấy một bụng rồi. Coi nè, cả nhà dòm ống ăn ống trữ như ếch này. Chị Vi ở đó chờ mẹ chút nha. Trời ơi, ăn từ từ thôi ông. Ghê, rồi Trâm tắt Trâm ra vườn rồi quay cho cả nhà sau ha. Gà này dín đi. Con gà dín nó thích gà lắm cả nhà ơi. Giờ có khô chanh đầy cả nhà ơi. Hãy ta chơi nguyên chủng này luôn hai dín ha. Rồi mình đi vào làm nước chanh nha. Nó sợ con chó đen đây này. Ghê quá. Ta làm nước chanh đi dín ha.
tụi cô làm nước chanh đi đã ha. Rồi, đây, nhà mình lúc nào cũng có một chai mật ong vậy nha cả nhà. Mật ong rừng không có, mình chơi mật ong nuôi thôi. Và không thể thiếu một ly nước ấm 40 độ C ạ. Trời ơi, Jin, thôi thò tay đóng nữa chứ. Mình sẽ cắt 1/3 trái chanh này. Cắt một mình cắt sẵn nha, chứ con Jin đứt tay mất. 1/3 trái chanh, bỏ vào từ từ mẹ phát. Vắt hết trái chanh này ha. Trời ơi, làm gì đó? Hả? Làm gì đó? Hai muỗng canh mật ong nha cả nhà. Từ từ mẹ cho con. Jin lúc nào cứ muỗng đầu tiên là đòi uống hết à, ly đầu tiên là Jin đòi uống hết á. Trời ơi ngon quá. Trời ơi ngon quá. Để mẹ pha cho con. Trời ơi. Mẹ pha cho em này. Lúc nào mà làm ly đầu tiên là Jin thưởng thức trước. Rồi, rồi. Rồi để mẹ pha cho Jin uống nha. Pha cho con uống nha. Trời ơi, nó thích cỡ mật ong nữa. Rồi, cái nước chanh này cả nhà biết không? Nó là cũng là một cái chất đề kháng cho cơ thể trong một ngày con người mình chống được bệnh tật đấy. Theo Trâm nghĩ nước này các anh chị em đau bao tử đừng nên uống, bởi vì mình lo chăm sóc được cái vẻ bên ngoài thì quên chăm sóc sức khỏe bền vững của mình thì không nên. Của Jin này. Cho Jin uống trước nha, cả nhà thông cảm nha. Đây 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 đây, mày đổ cho con uống này. Đây 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 này, uống này, uống. À, Jin uống thế cả nhà ơi. Quá trình giỏi luôn. Jin uống như vậy, cái này là rất nhiều chất C ha cả nhà. Jin uống giảm mỡ bụng nha cả nhà. Cả nhà không ai uống là Jin uống hết nè. Chơi gần hết nửa chén rồi đó. Jin giảm teo mờ bụng ha. Ai giảm teo mờ bụng là uống như Jin nha. Giảm mờ bụng nha cả nhà. Mấy chị em phụ nữ nên uống một ngày hai lần. Cả nhà nhớ uống nước này lót nhẹ bụng trước khi uống như Jin đó ha, cho chắc ăn ạ. À. Jin chơi hết đã không? Rồi uống được chanh ngon không hả? À, uống ngon không? Cho miếng này này, thơm mẹ gạch nè, thơm mẹ gạch, thơm mẹ gạch, thơm cãi coi người ta pha nước chanh vô uống không chịu cảm ơn hả? Ăn chanh hả? Ôi thơm mẹ á. Trời ơi, cảm ơn nhá. Ê, trời ơi, trời. Rồi, Jin xong rồi á cả nhà. Bây giờ tới phiên mẹ từ sáng giờ cứ lo pha cho Jin uống không nè. Chanh này là một chất C. Nó mang tính ấy, dạ. Nó là đề kháng cho cơ thể, chắc cả nhà ai cũng biết rồi hả? Con Trâm 3 tuổi tới 5 tuổi là cứ 2 ngày, 2 hoặc 3 hôm là Trâm pha cho tụi nhóc một ly nước chanh. Nhưng mà phải cho ăn no nghe. Trẻ con là phải ăn no xong mới uống. Nó có chất đề kháng cho cơ thể, nó chống bệnh cảm cúm vặt hàng ngày á cả nhà. Trời ơi, ăn chanh nữa hả? Trời ơi, cả nhà dòm nè. Ăn gì mà ăn chanh, ăn hoài á nè. Trời ơi, ăn chanh nữa hả? Ăn ngon quá. Ăn hết nước chanh rồi, giờ tôi ăn chanh này. Xoay bên này cả nhà nhìn thấy rõ hơn nè. Gớm quá. Gớm quá. Trời ơi. Vẫn ăn ghê không? Trời ơi, mình pha mình chua nhắt nước đãi mà nữa. Kinh khủng thiệt. Ngon quá rồi. Này chứng tỏ là anh này thích ăn chanh lắm này. Quá thích ăn chanh luôn á. Cho khán giả miếng nha. Cho mấy anh mấy chị ở trên miếng nha. Jin cho ăn miếng ơi. Cả nhà ơi. Jin nhảy mất rồi nè. Ngồi xuống dưới ăn tiếp. Trời ơi, nó rơi xuống bàn rồi ngồi ăn tiếp. Trời liếm cả bàn luôn.
Rồi, chúc cả nhà giảm béo thành công nha. Zin vậy là ok rồi. Trời ơi, nhảy lên tớp mẹ cái. Cả nhà biết không, cái ly nước chanh này có thể làm hỗ trợ cho Trâm giảm một phần nào mỡ bụng thôi. Cái mà lý do mục đích Trâm muốn nói cái video ngày hôm nay á, là Trâm cộng tác vừa ly nước chanh vừa một cái môn thể thao để cả hai nó hợp tác lại, nó đánh tan bay cái lớp mỡ bụng có sẵn của Trâm ha. Và bây giờ Trâm sẽ dẫn cả nhà đi vào đây. Cái vòng này là cách đây 10 năm Trâm lắc nó này, lúc nào Trâm cũng lắc nó hết. Thì sau này nó không có tiền á, bởi vì mỗi lần Trâm lắc nó là phải hết 1 tiếng đồng hồ mới có hiệu quả. Cái vòng này nếu mà ai mà quen thì mới lắc được ha. Còn cái giày cái này hai lớp mà người mà lắc chưa biết đằng đưa lên mông lắc là nó sẽ rớt ngay chân. Nhưng mà Trâm báo cáo nha, cái lắc vòng này á, những ai mà phụ nữ chưa có chồng chưa có con thì được, còn mà lắc cái này nó sẽ mất con luôn ha. Đừng có nên, nếu mà ai mà chưa sinh con thì đừng có nên lắc cái này. Trâm thì hết đẻ rồi, nhưng mà cái này là quen rồi ha. Trâm sẽ lắc như thế này, chỗ này có chật không biết. Rồi Trâm lắc như vậy đúng 1 tiếng đồng hồ, không có làm được gì, chỉ đứng lắc mà thôi. Mà lắc như vậy nó cũng không có hiệu quả, bởi vì thỉnh thoảng nó mới chạm vào người được một bên một cái, mà Trâm phải đánh nhanh, đánh cho thiệt nhanh, càng nhanh mới đốt cháy được cái mỡ thừa của mình trong cơ thể. Thì đánh nhanh thì cũng làm được, nhưng mà tay giờ mình cầm cái điện thoại mình đâu có làm gì được. Chẳng hạn trong giờ muốn lấy cái điện thoại đâu cũng không cầm được, cầm mà đưa tay bấm 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 vậy thì chữ nó chạy đi mất tiêu. Mà chỉ cầm được có một cái điện thoại không có làm gì được hết. Nói tóm lại là cái vòng này nó cũng hiệu quả đấy, nó cũng hiệu quả, nhưng mà chỉ một phần nhỏ so với cái máy kia thôi. Máy kia nó rất tiện mà mình mỏi chân. Trong bán hàng online á, bán hàng online thì Trâm đứng cả nhà biết Trâm đứng bao nhiêu tiếng đồng hồ nè. Đứng có khi đứng cả buổi trời, có khi đứng cả ngày luôn. Hai bắp chân của Trâm nó mỏi, Trâm dùng cái máy nó massage hai bắp chân luôn. Còn cái thằng này làm được cái gì, chỉ đứng ngoài lắc mà thôi. Nó giết, nó nhốt cái thời gian của Trâm vào một chỗ đấy. Thầm tệ, mình lắc mình nói cho mình đấy, không? Mình phải lắc cho nhiều, lắc cho mạnh, đánh cho mạnh. Chỗ này Trâm quay cho cả nhà nó hơi chật, bởi vì trong cái đường hẻm nhà mình á, nó chặt hai bên thành này. Đó, mình cứ lắc cho mạnh như vậy, đánh phải đánh cả tiếng đồng hồ luôn á, đánh khi nào mà mồ hôi nhễ nhại lúc đó mới được. Đó, cả nhà thấy. Nhưng mà sau khi Trâm em nó thấy thương Trâm á, nó thấy chị vất vả như vậy, nó thiết kế cho Trâm một cái máy rất là hiệu quả luôn. Trâm sẽ dẫn cả nhà lại tiếp này. Sau là Trâm treo cái máy này, treo cái này luôn. Dẹp, không chơi cái này nữa. Ôi kìa, cả nhà thôi. Nó được lên đi sao, nó phá kinh khủng. Đi 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 theo mẹ. Nó lên trên này nó phá hết đồ đạc của Trâm ấy. Trâm sẽ dẫn cả nhà lại cái máy này nha. Rất là đơn giản này cả nhà. Đấy, đây cái cục này này. Cái cục này chỉ có đơn giản như vậy thôi. Thằng em Trâm nó kêu đây là một cái cục mà bằng motor. Đó, nó thiết kế nó đổ vô Trâm ấy. Chỉ mà là một cái ủ đơn giản thôi ha, nó băng lại cho chỉ cho an toàn thôi. Trong này là đó. Ui cái con zin này nó quầy quá, chỉ có như vậy ha cả nhà. Còn cái dây này này, cái dây này cả nhà biết này, mình cắm vào bắt chỗ điện ha, mình cắm vào này. Đó, tuyệt vời không, cái dây này, cái vòng bụng của mình nó lắc lắc á. Rồi cái này, cái dây này là cái dây TB này cả nhà. Dây TB này Trâm bán bên đồ lính cho nên mấy anh đồ lính thì biết, còn người lạ chắc không biết đâu. Dây TB này Trâm dùng dây TB này kêu em trai Trâm đổ vô Trâm
Cái này là cái vòng bụng á, như cái vòng kia đó. Cái này luồn vào trong bụng mình rồi là mình bật máy lên mình chạy thôi. Cái bộ motor này nó bắn trực tiếp vào trong tường luôn à. Nó đưa hai con ốc này, nó bắn sát vào trong tường cho chắc, và chiếc một chiếc dép lào nó cách ly cái tường này để cho nó đỡ ồn nữa cả nhà. Đó, rất là chắc chắn luôn. Trâm sẽ lắp thử cho cả nhà xem ha. Đây, Trâm sẽ xỏ cái vòng này vào trong bụng à. Mình sẽ cho nó nằm vào cái phần nào mình tiêu mở bụng. Nó đi vòng mở xuống như thế này là mình cứ nghiêng rồi để chỉ nó tuột xuống vậy đó, để nó đưa mở đi xuống. Rồi lúc nào mình muốn cho lên mình nâng lên, mình nghiêng người ra làm sao mình lắc nó nhé hả, lắc đó, rồi mình cho nó nghiêng lại nó đi xuống vậy, rất là đã luôn nhà gái. Đây, cái phần cái này rung rất là mạnh nha cả nhà. Cả nhà thấy tay Trâm rung không? Tay Trâm sờ đây nó rung nguyên cái phần này luôn ha. Nó lắc cái con dưới lên chút xuống thì lắc cái vòng vòng. Đó, nó lắc rất là mạnh luôn. Nó làm cho cái phần mỡ mình nó đẩy xuống phần mông. Đấy, Trâm sẽ kéo xuống cho cả nhà xem. Đó, mình cho nó giảm xuống là nó đi xuống. Bây giờ mình lắc hết cái phần bụng rồi, mình mỏi vai làm việc nhiều á, mỏi vai thì mình quay ra đằng sau. Đó, ở nhà mình lắc vai. Mình lắc cái phần vai này cho nó đã lên nha. Nó bị mỏi cái mỏi kia không có đau mình. Mình lắc cái phần. Như vậy là đã rồi, còn bắt tay mình mỏi bắt tay thì mình chỉ chơi nó vào vậy. Đó, đã dựng luôn, đã luôn cả nhà ơi. Trong mới tập có đâu được 10 phút á, mồ hôi nó rịn rịn lên rồi này. Cả nhà dòm thấy không, nó hơi rịn rịn rồi. Nhưng mà nếu mà ai mà không quen á, tập cái này chỉ trong vòng 5 phút thôi ha. Tập 10 phút hoặc 15 phút á, người chưa quen cái là quái lắm, như kiểu mà một bệnh á, như kiểu người đau vậy á. Cái dụng cụ máy này là Trâm rất tâm đắc, bởi vì nó phù hợp với những người bận rộn á, làm nhiều việc mà không có thời gian nữa cả nhà. Nó chỉ rút ngắn thời gian chỉ còn 15 phút thôi. Như Trâm này cả nhà thấy không? Ở cái Trâm vừa tập thể dục nhưng mà hai ba cái máy Trâm làm việc bên bên điện thoại không ạ. Trâm vẫn vừa tập thể dục vừa làm việc bằng điện thoại. Lúc nào cũng cầm như vậy, còn không cầm nữa thì chỉ có 15 phút thôi. Còn cái vòng kia cả nhà biết nó là một tiếng đồng hồ, mình phải nó nuốt mình mất một tiếng đồng hồ luôn ấy. Cả nhà thấy cái tiền này cả nhà rất là phù hợp với mùa dịch Covid này nhé. Không ra ngoài tập thể dục được, mình ở trong nhà vừa làm việc nội trợ, nó chỉ dành 5-15 phút thôi là mình có một cái thoát giáo, với lại mình an toàn, không có bị tình trường ha. Với lại cũng không nuốt thời gian của mình giống như cái vòng kia. Thật ra Trâm xài cái máy này mới có một tuần, Trâm thấy hiệu quả mà Trâm cảm giác Trâm bị nghiện luôn đó. Cứ mỗi lần Trâm mệt mỏi là Trâm ngày hai lần Trâm tranh thủ Trâm nhảy lên, vừa làm việc Trâm cũng làm được mà. Mệt không làm, không rảnh Trâm cũng làm được. Và Trâm thật sự Trâm rất biết ơn với em, nó đọc được cái suy nghĩ nỗi lo của một người phụ nữ như chị á. Nó đã thiết kế cho Trâm cái máy này này. Trâm nghĩ là chắc sẽ có rất là nhiều phụ nữ cũng có những cái nỗi lo hoặc là những cái cảm nhận mà lo lắng như Trâm, mà lúc nào cứ lo cái vòng hai như vậy á. Trâm mới làm quyết định làm một cái video này để đăng lên, hy vọng là giúp ích được gì cho một vài người ở xa thì không biết, nhưng mà ở gần Trâm đây có rất nhiều. Trâm nghĩ là Trâm mà đã lo rồi thì chắc có nhiều người phụ nữ cũng cái vòng một cũng đã lo lắm rồi chứ đâu phải nhỏ nữa đó. Rồi nếu như chị em phụ nữ nào mà cảm thấy
cần thiết với phù hợp với cái máy như vậy thì xin liên lạc với Tâm. Ta ưu tiên phụ nữ là hàng đầu à. Tâm sẽ nói với em, nó sẽ giúp đỡ tất cả chị em phụ nữ. Nhưng mà hồi nó làm cho Tâm, nó Tâm đưa tiền cho nó là 780 á, nó mua cái củ motor này hết 780 cái này á. Nếu mà cả nhà cứ ấy cứ đưa Tâm 780 rồi Tâm kêu nó làm cho. Rồi xong, đây là cái sự quan tâm của Trâm đối với các chị em phụ nữ ạ. Trâm muốn chia sẻ cái video này cho các chị em phụ nữ. Lý do là ngày hôm nay Trâm làm cái video này là mục đích là đây. Trâm dùng nước chanh này, nước chanh ấm như lúc nãy, nhưng phải ăn lót trước khi uống ha. Với tập cái máy này, Trâm đảm bảo với anh các chị em phụ nữ đúng một tuần thôi. Trong một tuần mà Trâm xuống 2-3 cân rồi đó. Cho nên là bây giờ nó chưa được ổn rồi lắm, nhưng mà một tuần nữa Trâm đảm bảo là phọt dáng của Trâm là coi như mở bụng Trâm sẽ bay hết. Rồi Trâm cảm ơn cả nhà luôn đã bỏ thời gian đồng hành với mẹ con từ sáng giờ ha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Chúc chị em phụ nữ có một cái phọt dáng thật mỹ mãn. Mà chúc tất cả anh chị em luôn được bình an trong mùa Covid. Và nếu cả nhà cảm thấy Trâm hoặc là Jin hoặc là cái video của Trâm có ý nghĩa thì cho mẹ con Trâm một like, subscribe và chia sẻ cho mọi người cùng xem, để cái video này có một vài người, người ta có thể cần đến những cái phương tiện này á, Trâm có thể giúp ích được gì cho họ ha. Bye, Trâm xin phép bye cả nhà ha. Jin đâu rồi Jin? Jin ơi, coi cả nhà dòm kìa. Jin nó đang còn ngồi móc cái bịch rau của mẹ. Làm gì đâu? Jin không chào hả? Jin đây nè, đây cả nhà nè. Trời ơi, con làm việc của Trâm này cả nhà thấy không? Cứ làm việc 24/24 vậy thôi, chứ không bao giờ rảnh hết. Bye đi, bye cả nhà kìa. Bye.